Báo, sao giờ này ngủ đây? Ui, 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 không, mày này định vào đây mày bắt bọn anh đi đúng không? Giải thích cái gì? Bảo nó phía. Nó lại định hãm hại hay nó bắt lốt em ấy? Cẩn thận, bọn này chắc lại mày định vào mày cướp mình vương của tao đúng không? Đi đi bảo ơi, chạy đi, ui nó đuổi kìa, đi. Ui. Chạy. Ui. Bây giờ làm sao? Bây giờ chúng mày thích làm sao? Như nào? Hả? Như nào? Làm sao? Sao hôm nay lại anh em cái gì? Hôm nọ mày bảo là Hùng Văn Nam à? Đuổi đánh bọn em và phạt em. Sao khi đi toilet? Đuổi đánh. Vâng. Và phạt hai đứa mày. Mày lên thiên. Chúng mày là quân của Skibidi đi toilet mà. Tại vì em để mất anh Minh Vương. À. Nên là Skibidi đi toilet phạt em. À. Có nghĩa là bọn mày không trông được Minh Vương ấy nè. Vâng. Xong là để Minh Vương nó về phe anh, xong nào chúng mày bây giờ là bị toilet nó phạt đấy gì? Vâng. Thế bây giờ chúng mày là xuống, chúng mày định cướp lại Minh Vương à? Hả? Vâng. Hả? Chúng mày định cướp lại Minh Vương à? Hả? Đúng. Thế bây giờ mục đích là như nào? Xuống đây để anh cứu em. Cứu mày á? Trở lại về. Nhưng mà Alpha San mà lại không đánh được cả Skibidi toilet cả. Anh cho em trở về lại, anh làm ban đầu là em khỏe ngay. Tình trạng ban đầu thế mày đi về phe nó, mày bỏ bê bọn anh, bây giờ mày đòi về đây, mày đòi về hình trạng ban đầu á? Rồi. Mày bị thôi miên á? Vâng. Thế bây giờ mày tỉnh chưa? Tỉnh rồi á? Tỉnh rồi em mới bị phạt chứ. Bảo ơi, có tin được hai thằng này không? Tự dưng nó quay vào đây xong nó bỏ Skibidi toilet đánh nó. À, xong nó bỏ mình cứu. Này, Skibidi toilet định bảo em đây là kế hoạch của nó đúng không? Em giả vờ để em về đây đi. Hả? Không phải là kế hoạch. Thế như nào? Tí nữa, nó đang có một dự án. Nó đang có một dự án. Ừ. Mini lên đây để phá. Ui giời, to anh còn không sợ như mini, anh dẫm một phát bẹp luôn nhá. Tuổi gì? Nó to gấp đôi người anh ấy. Ui giời, nhưng mà bây giờ ý là như thế nào? Bây giờ là muốn là đòi lại Minh Vương cho nó đúng không? Không, muốn anh cầu cứu bọn em. Thế cầu cứu á? Thế thì chỉ có vài phe anh mới cứu thôi, chứ bây giờ tao cứu mày. Xong đến lúc mà chà ra fake này nữa. Đuổi chà ra fake ra. Riêng thằng này này, chà này là nguồn cơn của mọi sự phá nát team của anh em mình. Chính nó lôi kéo Alpha San của mình đi. Bây giờ nhá, này, tao chỉ cứu mỗi Alpha San thôi. Còn mày nhá, mày về mấy Skibidi toilet của mày đi nhá, để cho nó bắt mày luôn nhá. Có được không? Có anh ạ. Hả? Có. Có à? Thế tự nhiên đi cùng với thằng này vào làm gì? Anh cứu em chứ anh có cứu nó đâu mà dẫn nó vào đây. Nó với em là hai thằng đã bị phạt, em mà nặng hơn. Em nặng hơn à? Thế xong rồi là nó xin em là cho anh cho em đi cùng. À. Thế xong rồi em cũng chưa. Em cho à? Anh ơi, ừ. Cô cứu đi chứ mấy ngày qua em đói bụng xong rồi là nó cũng mua đồ ăn cho em để cứu em. À, có nghĩa nó là kẻ ác, nhưng mà nó vẫn mua đồ cho em. À, hóa ra là vậy. Hoan và Sàn nói cho em thấy là không? Cô em cứu thằng Chara. Cứu à? Thôi dù sao nó cũng có công là cho Alpha San ăn cái thời gian vừa qua đúng không? Được, cứu bọn này. Anh sẽ cứu cả hai đứa mày. Nhưng mà Alpha San là sau vụ này là cấm được phản bội team nhá. Còn thằng này thì sau này là trốn đi đâu trốn nhá, chứ không cho mày vào team, tại vì là mày là cái kẻ tao đang rất là nghi ngờ mày, hiểu chưa? Đấy. Thôi được rồi. Bây giờ Skibidi sắp tới chưa? Nó phải tính nữa. Một lúc nữa hả? Vâng. Bây giờ thằng Minh Vương là nó đang ngủ ở trong nhà. Bây giờ anh sẽ có một cái kế này. Anh sẽ bảo thằng Minh Vương ra đánh thằng Skibidi toilet. Sau đó ở trong nhà anh sẽ biến Alpha San thành khổng lồ. Đấy, hả? Anh Minh Vương không đánh được đâu. Hả? Vì là dạo này thằng Skibidi toilet nó uống thuốc tăng sức mạnh. Thuốc tăng sức mạnh á? Vâng. Kinh thế cả. Ngày nào nó cũng phải uống hết hai lọ. Thế thì bây giờ như này nhá. Bây giờ như này nhá, để mà đánh được thằng đấy ấy, thì tốt nhất hai đứa em nhá, hoặc là Chara phải giả vào ngồi giữa sân để làm bẫy. Không, anh, hả? Em có ý này. Như nào? Bây giờ nhá, là anh để Chara ở đây. Ừ. Bẫy, xong rồi nào, anh cho em khổng lồ lên.
Nhưng mà em ăn bánh đó. Cái món triệu hồi khổng lồ đấy là anh rất ít khi dùng, khi nào cấp bách mới dùng thôi. Bây giờ mà anh biến em khổng lồ lên thì nó rất là phí, hiểu chưa? Nhưng mà bây giờ chuyện này quan trọng, anh phải biến chứ. Bây giờ không còn cách nào đúng không? Vâng. Bây giờ ở đây là anh em mình không có ai là đối thủ của thằng Stevie đi toilet cả. Vâng. Để tăng thêm cái phần gọi là nguy hiểm ấy, em trói thằng Chara này anh ơi. Trừ trường hợp mà nếu mà thằng Skibidi đến mà tra ra để dở thói côn đồ lại đi bật lại anh em là không được. Chói nó vào, kiếm một cái dây chói nó vào cho anh. Nhanh. Thế còn đang phá san nhá. Cái phép triệu hồi khổng lồ của anh thì nó chỉ được một lần duy nhất thôi, em hiểu không? Đấy, để mà được lần thứ hai thì anh lại phải tích tụ khí công phải một tuần cơ. Thế nên là bây giờ nhá, em cứ đứng yên ở đây. Tí nữa khi nào nó đến anh gọi thì em nhảy ra, xong là anh sẽ hóa em thành khổng lồ luôn. Lúc đấy em thao của em trên nó, lúc đấy em to hơn nó rồi, hiểu chưa? Còn thằng này thì chỉ là mồi nhử thôi. Lần này tao sẽ tiện đây tao tiêu diệt Skibidi toilet cho mày. Trói thằng này vào đã. Trói nó vào. Chara nhá, cấm lật mặt nhá. Đây là đang chuẩn bị cứu các ngươi đấy. Sau khi mà Skibidi toilet bị tiêu diệt đấy thì tự mà đi tìm cái việc gì mà làm nhá. Nhá, đi hót rác hoặc là đi bán báo hoặc đi đánh giày nhá, đừng có làm những cái việc xấu, mày hiểu chưa? Anh. Nó đi ăn mày. Việc đấy là việc của nó, nó làm cái gì nó kiếm tiền là được. Đừng làm cho cái thằng Skibidi toilet chuyên đi gọi là bắt lại trẻ con. Đấy chưa? Đấy, ok. Nào. Bây giờ Alpha San nào. Bây giờ nhá, tí nữa khi nào anh ra nhá. Anh hóa em khỏi thành khổng lồ đấy, em cứ vào em đánh thằng Skib cho anh nhá. Thôi bây giờ thì tất cả anh em đi vào trong kia lớp, để mỗi thằng này đây làm một người thôi. Đi vào. Anh đi gọi Minh Vương dậy để nó giả Huggy, để nó bẫy thêm cho nó uy tín. Nhưng mà thôi, cho nó ngủ đi. Thằng này dậy có khi lại phá đám, lại mất cái cơ hội của anh em đi ra. Nó đến rồi. Bây giờ Alpha ra chạy luôn ra nhá. Đi. Alpha ra đây, ra đây. Xử nó xong chưa pha? Anh luôn luôn rồi. Mày luôn luôn vào bụng à? Vâng. Tí liệu có đau bụng không? Không. Hả? Không. Anh chỉ bảo mày đánh nó thôi, bây giờ mày nuốt vào bụng tí mày làm sao, đừng có kêu nhá. Nuốt vào gì? Nó có vị gì không? Mày nuốt cái toilet vào toàn mùi thum thủ. Ôi giời ơi. Đi đánh răng đi. Chết rồi. Đi nuốt toilet bảo ạ. Ô, thằng Chara sao mày tự cười dây? Thôi bây giờ như này nhá. Đấy. Skibidi toilet là đã bị Alpha San là nuốt rồi. Bây giờ là không còn nó làm gì được mày nữa. Bây giờ thôi, đi ra ngoài kiếm gì mà làm đi nhá. Đừng có làm việc ác nữa nhá. Lần sau vào đây nhá, bọn tao không tha cho mày nữa đâu. À, thằng này trói đấy. Dám bật à. Thôi, bảo tháo đi đi. Riêng thằng đấy một lần nữa vào đây nhá, đừng có trách. Ô lại quay vào kìa. Mày có đi không? Ở cái thằng Chara fake này.